Vậy ngươi nghĩ rằng đồ ăn ngon thì phải đắt giá. Đầu bếp này nghĩ cậu ấy có thể làm một món tuyệt phẩm từ các hàng tạp phẩm. Vậy ai đúng? Và ai sẽ thắng trận chiến giữa hai đầu bếp giỏi đây? Nếu có thể biến nấu ăn thành màn trình diễn thú vị. Wow! Tung hứng và chút trò với lửa làm các vị khách ấn tượng đấy. Hoàng hô! Hoàng hô! Cao thủ! Màn trình diễn này xứng đáng từng xu luôn. Hy vọng anh không nghiêm túc. Hả? Vô nghĩa thật! Họ trả tiền cho cái gì chứ? Anh bạn, đừng làm tôi cáu nha. Đây là trò lừa đảo để lấy tiền. Tôi có thể làm tốt hơn. Tôi rất pro trong chuyện này. Cược hết luôn. Hãy xem ai giỏi nhất nào. Chút. Bắt đầu thôi. Này, cẩn thận. Nhiệm vụ đầu tiên cho các đầu bếp là bánh sinh nhật. Theo sẽ dùng đồ ăn đắt tiền trong vòng này. Lớp đầu tiên của chiếc bánh waffle là sô-cô-la sữa tuyệt ngon. Tiếp theo là kẹo dẻo gấu. Những tờ tiền mới sẽ làm bánh sang chảnh hơn. Ôi, suýt quên, thất pin. Hoàn hảo. Chúc mừng sinh nhật, Alice. Hả? Tiền bẩn à. Ew. Mang đi ngay đi. Làm bánh với chỉ hai nguyên liệu. Bạn có thể dùng sandwich làm vỏ bánh. Và nhờ có sự mạnh mẽ của đầu bếp, chúng ta có thể làm Nutella xịn từ hạt phỉ. Và dĩ nhiên, đến cho cô gái sinh nhật. Không nến, không sinh nhật. Trong vài phút, chiếc bánh mì Nutella nhiều lớp đã xong. Sinh nhật vui vẻ nha. Wow, thổi nến đi nào. Yeah. Sáng tạo ghê á. Chúng ta sẽ xem. Nêu dẫn trước rồi. Hai đầu bếp sẽ nấu bữa trưa cho một vị khách đặc biệt trong vòng 2. Nêu được nguyên liệu đắt tiền rồi. Mày quá đi. Chắc hẳn vị khách đây rồi. Tôi muốn hai burger thật ngon. Ok. Yeah, được chứ. Sẽ thật khó cho Theo để làm hài lòng vị siêu anh hùng. Vì nguyên liệu làm bánh mì và bánh mì. Hãy vờ như đây là phô mai đi. Cắt vỏ bánh. Cán mỏng. Và giờ có lát mỏng rồi. Và miếng này sẽ làm chả. Được đó. Wow. Đơn của anh đây, người hùng. Chà, thử xem nào. Đây là bánh kẹp thịt hay gì? Nó là nó đó. Đây không phải thứ tôi muốn. Lừa siêu anh hùng là ý thật tỷ. Đầu bếp Neil có công thức burger bí mật. Cậu cẩn thận bảo vệ nó khỏi những người khác. Mọi nguyên liệu cho vào một nồi. Bật chế độ nấu burger. Và thêm chút gia vị và đá quý. Món ăn hoàn thành chỉ trong vài phút.
tốn nhiều thời gian quá đi. Cậu có gì đây? Chúc ngon miệng. À, gì đây? Chết tôi nay à? Không, chỉ là ngọc lục bảo thôi. Thật sự ngon đấy. Tôi biết anh sẽ thích mà. Thêm một điểm cho Neil. Nhiệm vụ tiếp theo là lén mang đồ ăn vào rạp phim. Tung đồng xu nào. À, yeah, may thật. Đây là vé của tôi. Có gì trong ngủ thế? Không, không có gì. Tôi là đầu bếp. Được, vào đi. Giao hàng à? Tôi muốn order hàu. Chỉ ninja giao hàng mới có thể mang đồ ăn qua vị bảo vệ này. Đừng qua anh đây. Ồ, cảm ơn. Theo có khẩu vị rất độc đáo. Cậu quyết định mang nước hoa hành. Wow, mùi quá. Vào nhanh đi. Yêu, mùi gì thế? Ra đi, đồ bốc mùi. Không thể thở được. Được thôi, đoán là hơi mạnh rồi. Nếu lại giận trước. Giận lấy. Ôi. Vòng tiếp theo là bữa tối lãng mạn. Yeah, lại được nguyên liệu đắt rồi. Đây, cô ngồi đi. Nhạc sĩ, chơi dạ khúc. Chúng tôi có thứ tuyệt nhất cho cô. Tráng miệng tuyệt nhất. Chớp núi vàng. Wow. Thật lạ mắt. Ôi. Oh. Răng của tôi. Cúp kết làm vỡ nó rồi. Chỉ là tai nạn thôi. Tôi xin lỗi. Có cơ hội rồi. Nấu gì với nó đây? Không có nhiều thứ để chọn. Chà, bắt đầu thôi. Đường và nước có thể làm caramel ngon đó. Trộn các nguyên liệu và cho vào đun lên. Giờ chúng ta chỉ cần chờ nó nguội đi. Và có thể bắt đầu. Theo làm chiếc kim tự tháp phá khách. Nhưng vẫn thiếu gì đó. Bọt cạo râu nhìn như kem tươi. Không ai để ý sự khác biệt đâu nha. Tuyệt. Đủ rồi. Tráng miệng của cô đây. Hả? Gì đây? Tráng miệng của anh đây. Thế đó. Vòng hoa này. Và giờ hai đầu bếp sẽ là ứng viên trong một show nấu ăn. Ai sẽ có nguyên liệu đắt tiền vòng này đây? Yes. Lại là Neil. Đầu bếp nổi tiếng thế giới Theo và Neil sẽ thi đấu trong show hôm nay. Bắt đầu ngay nào. Theo rất tự tin. Cậu bình tĩnh và yên lặng. Nhưng nếu rõ ràng đang lo và không quyết định được nên bắt đầu với thứ gì. Thôi nào. Cậu ấy có cơ hội thắng cao đấy. Xong rồi. Mình đổ mọi thứ vào. Và kiệt tác ẩm thực của Theo trông thế này đây. Chà, sao cũng được. Chúng tôi tự hỏi họ đã làm gì. Ok, nếm thử xem.
thiếu thiếu gì đó. Giờ hoàn hảo rồi, combo thần thánh. Đây là món ngon nhất tôi từng ăn. Vậy là có hai người thắng. Tôi là giỏi nhất. Nhiệm vụ tiếp theo cho các đầu bếp là bán đồ ăn đường phố. Mình tung đây, làm đi. Yeah. Nếu quyết định bán đồ ăn thiết kế, sao phải dành nhiều thời gian nấu và bán đồ ăn khi bạn có thể giàu lên nhanh chóng với một món ăn siêu đắt chứ? Nè anh, mua đi. Cậu ta điên rồi. Khoai tây chiên thiết kế chỉ 10.000. Nếu cuối cùng cũng thấy một khách giàu, cô sẽ lấy nó chứ? Tuyệt. Hy vọng tôi có đủ tiền. Dĩ nhiên, không cần vội. Tôi còn thiếu 500 đô. Anh giảm giá cho tôi được chứ? Không, bye. Có vẻ Neil đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để bán món khoai chiên đắt điên rồ này. Và giờ cậu phải tự ăn nó thôi. Theo có thể dùng bột yến mạch trong vòng này. Cậu có thể kiếm được tiền không? Bột yến mạch, yến mạch nóng. Ai chưa ăn sáng nào? Nóng hổi và ngon, thử đi. Cậu có gì thế? Bột yến mạch, thử chút đi. Yeah, cái này có thể thay được cho bê tông tốt đó. Tôi sẽ quay lại. Đổ nó vào xô đi, tôi lấy hết. Chắc rồi, đây. Cảm ơn, ngày mới tốt lành. May mắn thật. Thắng vòng này làm Theo muốn nhảy. Nhưng Neil rất giận, cậu không quen thua cuộc. Hai thí sinh đang chờ kết quả. Và người thắng là đầu bếp Neil. Yeah, làm được rồi. Của cậu đây. Cậu có thể giữ nó, mình là bạn mà. Hai đối thủ đã mở nhà hàng của riêng mình và thành đối tác. Bạn thích video này chứ? Hãy đăng ký kênh, like video này và click nút nhận thông báo nha. Đừng bỏ lỡ những video hấp dẫn từ Woohoo qua Motion.